vpgame.vn, shop nick nhanh chóng, an toàn, giá rẻ. Ok, chào toàn thể anh em đến với đó là channel của NMH. Thì ở clip này mình sẽ làm đó là một trận đó là quay từ đâu trở đi. Hiện tại thì đang cao thủ 51 sao. Và hiện tại thì đang chuỗi 25 anh em ạ. Nếu mà trận đấu này thì win đó là chuỗi 26. Thì liệu đó là một trận đấu đi đến trên ranh chiến tướng nó sẽ như thế nào, sẽ ra sao? Đó là anh em cùng theo dõi từ đâu trở đi nhá. Có lẽ là mùa này mình chưa bao giờ làm như thế này cả, chủ yếu là vào trận đấu luôn. Thì hôm nay thì chúng ta đó là cùng theo dõi đó là từ đâu trận đấu trở đi thì nó sẽ như thế nào, sẽ ra sao. Và anh em thấy thì mình đã được chọn zoom đó là đi rừng. Thì tức là ở trận đấu này thì vào game thì nó đó là cho mình đi rừng luôn, nhưng mà không biết thì đồng đội có giành hay không. Thì anh em cùng theo dõi nhé. Hiện tại thì hai bên đó là cấm, bên mình thì mình đó là có lẽ là cấm Arum đi, bởi vì Arum thì không phải là chất tướng mạnh nhưng mà chất tướng khó chịu anh em ạ. Mình mà cầm gọi là xạ thủ gặp Arum thì cực kỳ là e luôn, không dám băng vào. Tại bên mình thì quyết định đó là cầm Elsu, Arum và Grak. Còn tại bên địch thì quyết định cầm đó là Ngô Khấu, Aza và Flo. Thì tất nhiên thì khi anh em lên rank cao thì mấy vị tướng này hầu như gọi là thường xuyên là bị cầm anh em ạ. Toàn là những vị tướng này cả. Thì bây giờ mình muốn chọn đó là hai gia tế để xem đó là tem bên mình như thế nào nhá. Nói chung thì phụ thuộc vào là trận đấu này đó là tem bên địch pick gì nữa, và chắc chắn thì bây giờ đó là mình không pick được hai gia tế. Và anh em thấy á, thì đó là tem bên mình đó là có giòn rồi, thì chắc có lẽ ở trận đấu này một là mình đi SP, hai đó là mình đó là đi rừng anh em ơi. Hiện tại bây giờ thì có lẽ là chưa ai đi rừng cả, mà mục tiêu của mình đầu game thì vẫn chọn đó là đi rừng. Thì có lẽ là ở trận đấu này mình sẽ pick đó là Butterfly đi rừng nhá. Ok, vị trí thứ S3 thì đó là pick Mina có SP rồi anh em ạ. Và anh em thấy thì Zuka đáng đó là bấm được giúp chọn, mình sẽ đó là giúp chọn dành cho Zuka và mình sẽ chọn đó là vị trí cuối cùng. Về đội hình của tem bên địch thì có Tachi đi SP rồi, Lavi xạ thủ, Zui đi đường mid, Ryoma đi đường tà thân à, Volcat đi rừng hoặc là Volcat đi đường tà thân và Ryoma đi rừng. Và mình đó là sẽ pick, chắc có lẽ đó là mình sẽ pick Butterfly luôn anh em ạ. Butterfly đi rừng nha. Thì một trận đấu đó là cầm tròn trên ranh chiến tường thì nó cũng chỉ như vậy thôi anh em ơi, không giành nhau. Hầu như đó là nói chung khi anh em lên tầm cao thủ 30 sao đỡ lên rồi thì thực sự đó là việc giành nhau thì khá là ít. Còn càng lên cao nửa 70-80 sao thì việc giành nhau lại càng ít hơn nữa anh em ạ. Chủ yếu đó là anh em thấy thì người nào đó lén người đó, nếu mà người kia pick được rồi thì người ta vẫn đó là nhường nhìn thôi, trừ đó là một số người, một số trận đó là cây tốt tướng hay gì đó thì người ta cứ cố tình pick. Còn lại thì hầu như đó là nhường nhìn nhau, và anh em thấy thì đội hình hai bên đều đó là ok cả. Về chất tướng thì mình nghĩ kể cả ở giai đoạn đầu game thì ở giai đoạn cuối game thì hai bên thì về chất tướng thì cũng khá là mạnh. Bên mình thì có gió, bên bàn thì có đó là xạ thủ Lavi cũng ổn. Ở trận đấu này thì không phải Ryoma đi rừng mà đó là Volcat đi rừng anh em ơi. Một vị tướng thì mình nghĩ đó là đối đầu với Butterfly mình không sợ Volcat, bởi vì Volcat để mà sốc đám được Butterfly thì cũng hơi vất vả. Xíu nữa mình sẽ lên cho nó đó là cái rêu chứ không phải là cái kiếm trúi hôn dành cho Butterfly nữa, nên là cũng không đáng ngại Volcat dành cho lắm. Một trận đấu đi đến thì anh em cần lưu ý điều gì? Thứ nhất đó là không thể côn tím được, thứ hai nữa thì đồng đội cũng có thể hiểu ý có thể không, nên anh em phải chấp nhận điều đó. Chào mừng đến Bình Nguyên vô tận. Thì bây giờ thì bắt đầu đó là vào trận đấu nhá. Hiện tại thì anh em có thể thấy á, thì mình có lẽ là phám con đó là bùa đỏ trước anh em ạ, và gánh cái đường rồng. Butterfly thì vì tưởng không cần năng lượng mà gánh đường rồng thì có lẽ là hiệu quả hơn ở giai đoạn đầu game. Nếu mà các chất tướng cần năng lượng khác thì mình đó là sẽ phám bùa xanh trước, ví dụ như Triều Vấn Ná hoặc các vị tướng khác. Còn vị tướng Butterfly thì không cần năng lượng, mình sẽ phám bùa đỏ trước để gánh cái đường rông. Với sự giúp sức đến từ đó là Zuka nữa thì tốc độ phám của mình cũng sẽ nhanh hơn nữa. Thế anh em thấy thì lối di chuyển là như thế nào? Anh em thấy thì HP của tem mình đó là check map đúng không? Check để xem tem mình đi có cướp bùa xanh của mình hay không. Vân lùng đó là con quay nhỏ, cướp được con bùa đỏ thì sẽ khó khăn hơn. Và anh em thấy thì cứ cố gắng tận dụng cướp được những con quay nhỏ thế này thì dừng tém địch đó là sẽ thọt thôi. Vì thế đó là anh em thấy á, khi mà chỉ cần đi dừng đầu game mất một con quay nhỏ
xíu nữa không lên được level 4 thì đi gánh sẽ không hiệu quả được. Đó là lý do vì sao? Đó là việc FP di chuyển đầu game cực kỳ là quan trọng. Chứ FP không phải là luôn luôn đó là kê kê xà thủ khi đó mới phát huy tác dụng nhá. Nói chung nhiều anh em bảo mình đó là sao mà cứ làm rank thấp rồi có khi thi lại đó làm rank cao, thực tế thì rank nào mình cũng làm cả. Bởi vì ví dụ làm rank thấp để anh em hiểu rõ cái lối di chuyển của rank thấp nó sẽ như thế nào phù hợp với anh em chơi, và rank cao thì di chuyển như thế nào để phù hợp đó là với anh em chơi. Bây giờ thì có một pha giao tranh, thì pha này mình có hai lần nhảy nhá, và tiền đó là hai người tem địch lên bảng điểm số luôn. Thì hiện tại bây giờ anh em có thể thấy thì có lợi thế rồi. Bây giờ con rồng thì đang còn 14 giấy nữa ra, thì chắc có lẽ là pha này sẽ ăn luôn đó là con rồng này, tạo lợi thế cho bản thân, tạo lợi thế cho thoa nồi. Thì với chất tướng Butterfly vẫn là một chất tướng khỏe, bất kể là leo rank nào thì cũng tốt cả. Một chất tướng vét tốt, và anh em thấy thì lượng sát thương của Butterfly cũng ổn. Đồ chống chiêu bây giờ thì có búp giáp thêm đến từ chiêu 1 nữa nên là cũng ok. Với Butterfly thì về bộ chiêu thức như thế nào thì mình sẽ nói qua cho anh em một xíu như sau. Chiêu thứ nhất thì của Butterfly á, pha này thì có môi hay không, có môi hay không, nhưng mà hiện tại thì chú ý của tem địch lùi về kịp thời rồi. Chiêu thứ nhất thì kích hoạt thì tăng tốc độ di chuyển, búp thêm một lớp giáp nữa gây sát thương quẹt vào tướng địch. Chiêu thứ hai thì theo hướng chỉ định, trúng tướng địch thì gây sát thương. Chiêu cuối thì giúp anh em nhảy vào, và anh em cần lưu ý đối với Butterfly thời điểm hiện tại. Đó là dưới thanh máu thì có 3 điểm đúng không? Bây giờ mình có 2 điểm rồi. Phám đó là con quái hoặc là con lính thì giúp anh em đó tích được 1 điểm. Còn đó là hạ gục được tướng địch giúp anh em tích 2 điểm. Khi có 3 điểm thế này thì anh em sẽ sử dụng chiêu thức được 2 lần. Ví dụ anh em có thể sử dụng chiêu cuối được 2 lần, chiêu 1 2 lần hoặc là chiêu 2 2 lần. Và trong một pha combat thì anh em cố gắng cho mình đó là giữ 3 điểm để anh em có thể ulti được 2 lần nhá. Bây giờ thì có một pha giao tranh lên ngựa đến từ vị trí cục Volcat, xuống ngựa đến từ vị trí cục Volcat. Nhưng thời điểm hiện tại Volcat xuống ngựa hết bất tử rồi thì chỉ có lên bảng điểm số thôi. Pha này thì mình ngắn được màng của rừng tem bên địch rồi, nhưng mà tem bên địch thì cũng lui vào trụ. Tốc biến kéo đến từ vị trí của Mina nhưng mà không thành công. Bây giờ thì anh em có thể thấy á, thì có lẽ là tem bên địch cũng hấp máu rồi, nhưng pha này thì không thấy tầm nhìn của tem địch đâu cả. Chiêu cuối của mình thì vẫn có rồi này, này thì dù ý có bắt được hay không, có bắt được hay không, nhưng thôi pha này thì phải quay xe thôi. Tá trí của tem địch thì cũng lại hỗ trợ nữa. Khi gánh thành công rồi thì anh em cũng đừng quên nhiệm vụ, đó là những con quái và những con bùa thì đang chờ mình. Bây giờ thì tại sao pha này mình chưa farm vội, bởi vì mình chờ đó là mít tem mình lên farm chúng. Bởi vì khi lên farm chúng thì mình cũng hưởng vượt vàng, mà mít tem mình thì sẽ không mất vàng và không mất kinh nghiệm. Giai đoạn cuối game thì anh em có thể farm được, chứ giai đoạn đầu thì anh em cứ farm chúng thì tốt nhất nhá, chờ được đồng đội thì tốt nhất, không chờ được thì phải farm thôi. Còn mà chờ được thì tốt nhất nên chờ đồng đội, thì khi đó thì sẽ hiệu quả hơn thôi. Tránh trường hợp là đồng đội có thể là nhiều người tức quá người ta chửi nữa ấy, farm gì farm lắm. Ví dụ như pha này chẳng hạn này, mình farm thì farm được này. Bởi vì anh em thấy á, thì mít tem mình đang phía trên kia mà, đang giao tranh trên kia. Khi đám lính này hai bên giao tranh thì cũng phí. Mình mà không farm á, thì nó cũng sẽ đó là từ mật thôi. Nên là farm anh em ạ, pha này thì lấy được cái... Ok, lấy được cái chiêu cuối của Volcat, vậy là thành công rồi. Volcat mà không có chiêu cuối thì sẽ khá là phế. Dọn tem mình thì đã bị lên bảng điểm số mất rồi. Hiện tại thì bây giờ có một pha đó là giao tranh đường rông. Dù ý của tem bên địch thì đang lên khá là cao. Pha này liệu có bắt được dù ý hay không? Mình đang có hai lần nhảy, một lần nhảy này. Ôi, pha này thì nó đang còn chiêu cuối anh em ạ. Không sao cả, không sao cả. Hiện tại bây giờ thì cũng ổn, bắt luôn xạ thủ tem địch này. Có ai hỗ trợ mình hay không? Mất cái quả cầu băng xương đến từ Lavi tem địch, mình vẫn đang quẩy được một em lên bảng điểm số. Này thì tá trí này, này thì trâu bò này, này thì tá trí này. Chạy đâu, có chiêu cuối nhảy vào luôn này, né đám luôn này, lên bảng điểm số này, quay trở vào chơi luôn này, lên bảng điểm số, chạy đâu, ôi. Nhưng pha này thì bị trù bắn rồi, triple kill dành cho mình. Nhưng mà pha đó thì bị trù bắn rồi anh em ạ, cũng không thể rút lui ra được. Volcat của tem địch thì bị Mina tem mình kéo, bị Mina tem mình thôi miên, hết bất tử rồi, không còn khả năng hồi phục nữa và lên bảng điểm số đến từ vị trí của Volcat. Một pha gọi là điều câu hay đến từ vị trí của Lorion, nhưng mà cuối cùng thì tem bên địch vẫn chạy được. Vậy là ổn rồi anh em ạ, trận đấu này thì mình nghĩ là tỷ lệ thắng thì khoảng 70% rồi, vậy là không mất chuỗi đó là 25 rồi anh em ơi.
Thì bây giờ hiện tại chỉ mới lấy được đó là cái trụ đường rồng thôi. Thì chắc có lẽ bây giờ sẽ di chuyển lên đó là ăn luôn đó là con rồng này anh em ạ. Cái trụ đường tà thân và cái trụ đường giữa thì vẫn chưa đụng được đến. Hai bên thì lượng trụ thì cũng ngang bằng nhau thôi. Lượng mạng hạ gục thì cũng 98 dành cho hai bên. Trận đấu thì cũng đang ở thế hoa hoàn. Bây giờ thì có một pha giao tránh. Chất tướng của tay bên mình thì Mina cũng khó chịu nên không đáng ngại dành cho lắm. Bên bạn thì có chú ý nhá, chú ý giai đoạn cuối game mà nó gọi là tung chiếu và xạ thủ tay mình có thể lên bảng điểm số luôn. Điểm mạnh khi mình cầm Butterfly đi rừng là có thể nhường bùa xanh dành cho John. Ví dụ như pha này chẳng hạn, John ăn bùa xanh thoải mái. Hoặc là Lorion tay mình cũng có thể ăn bùa xanh thoải mái. Rồi pha này thì bắt luôn này, chạy đâu. Tiền đó là tay bên địch lên bảng điểm số đến từ vị trí của Rio má. Bây giờ thì chắc có lẽ ăn luôn con giới này, đẩy thể lính cáo và lấy cái trù ở đường ta thân nhá. Thì đám lính kia thì đang tiến lên thì chắc có lẽ dù cá farm trên đó thì mình sẽ đẩy thể lính này lên cáo. Rồi lấy luôn đó là cái trù ở đường ta thân. Thì cách di chuyển là vậy thôi anh em, gánh đường này thành công rồi thì cố gắng di chuyển đó là gánh đường khác. Bây giờ thì có thể bắn trù bắt được nè. Hiện tại thì anh em thấy thì tem bên địch đang tập trung ở đường rông nên là pha này thì chỉ có mỗi mình xạ thủ. Mà mình và Zuka hai sát thủ lao vào xạ thủ thì chắc chắn là lên bảng điểm số. Zuka thì cũng mất cái quả cầu băng sướng nhưng vậy là ổn rồi. Này thì Rioma này. Tầm này thì Butterfly khỏe rồi anh em ạ. Bây giờ thì có giáo tránh ở đường giữa, tem bên địch thì đang ép đường giữa rất chỉ là gắt. Mịt tem mình thì đã phải lên bảng điểm số. SP và xạ thủ thì cũng thấp máu rồi. Xạ thủ lên bảng điểm số, ba người của tem bên mình. Đó là phải về tế đan luôn rồi. Một pha ép thành công đến từ vị trí đó là của tem bên địch nha. Rồi tá chi chạy đâu, chạy đâu thì nói một câu. Dù cả tem mình bắn vào nữa thì ôi vẫn chạy được kia, gắt nha. Thôi pha này thì mình cũng phải chuôn về thôi nhá. Mà dù cả tem mình thì cũng lên bảng điểm số rồi. Dù ý sử dụng chiếu phạt mình chỉ còn là một xíu máu nữa. Từ đó là thế trận hoa hoàn thì bây giờ tem bên địch lại có đó là thế trận lần lạt hơn tem mình xíu rồi. Nhưng mình nghĩ thì về chất tưởng thì tem bên mình cũng ổn anh em ơi, 12-12 dành cho hai bên. Cướp ba bạn ơi, này thì cướp. Cướp nhưng mà không thành công đến từ vị trí tá chi tem bên địch. Bây giờ thì đang nhận thấy tem bên địch ăn ta thân, thực tế thì không phải ăn ta thân nhưng mà tá chi tem địch tích nội tài. Này thì tích nội tài, ôi vẫn sử dụng lóng tỏi chiêu cuối để có thể chạy đi được kia. Khá là nhiều thứ chạy đi đến từ vị trí của tá chi tem bên địch. Về phần phù hiệu dành cho Butterfly, mình sẽ sử dụng bộ phù hiệu má chú nổ đám để có thể kết thúc mục tiêu một cách nhanh nhất nhá. Butterfly thì bây giờ combo như thế nào cho hợp lý thì anh em làm sao tích được 3 điểm để có thể nhảy 2 lần. Vào đối phương thì anh em nhảy được 2 lần thì đó sẽ đó tiếp cận đối phương dễ hơn. Lượng sát thương đó sẽ được tối ưu nhất thôi. Bây giờ thì mình đang có 2 điểm này. Rồi có 3 điểm rồi anh em ạ. Rồi pha này thì nhảy vào luôn này. Chạy đâu, này thì chạy với chúng tôi này, lên bảng điểm số này. Hiện tại bây giờ thì tem bên mình tập trung đấy cũng khá là đông nên là không sao cả anh em ơi, ta chỉ tem đi thì vẫn đang còn chiêu cuối đó nhá. Volcat của tem đi thì cưỡi ngựa lên rồi, đang đuổi theo đó là John tem mình. Nhưng không sao cả, Volcat thì chưa kịp xuống ngựa thì đã bị lên bảng điểm số rồi. Mình thì bắt được thêm đó là một người nữa, vất tiền 5 người của tem đi lên bảng điểm số, vậy là ok rồi. Đấy là thời gian để tem bên mình có thể tổng tấn công thôi. Anh em thấy thì sức sát thương của John giai đoạn cuối game cũng rất chưa rất tốt á. Này thì chú ý này, chạy đâu. Vẫn chạy được khi còn một xíu máu anh em ạ. Thôi pha đó mình sẽ không thám nhá, thám là thấm ấy. Vào xấu quá thì sẽ không rút ra được nên là mình sẽ quyết định lùi lại một nhịp. Về phần trang bị dành cho Butterfly thì mình sẽ lên như sau. Đầu tiên thì đó là cái rìu đi rừng để có đồ chống chịu xíu anh em ạ. Tiếp đến thì dây kiến cương để kháng hiệu khống chế, sau đó thì thương lóng giảm giáp giảm hồi chiếu. Tiếp đến thì phức hợp kiếm để những cú nhảy vào sẽ đó là thấm và thốn hơn. Tiếp đến thì sẽ lên cho nó cái nánh thì đối phương dưới 50% máu chịu thêm 30% sát thương. Và cuối cùng đó là giáp hồ mệnh để đảm bảo an toàn. Với build đồ này thì build đồ gọi là chuẩn chỉ dành cho là vì tưởng đó Butterfly thời điểm hiện tại rồi. Bảng ngọc dành cho Butterfly thì 100 xuyên giáp thôi. Ngọc đỏ cống vật lý xuyên giáp, ngọc tím tốc đánh tốc chạy, ngọc xanh cống vật lý và xuyên giáp. Bây giờ thì có một pha giao tránh đường giữa rồi, pha này lại bắt luôn này. Tem bên đi thì khá là thấp máu rồi, mình thì cũng lùm thêm được một điểm hạ gục nữa và chắc chắn thì trận đấu sẽ kết thúc ở đây thôi. Anh em thấy thì tem bên đích đó lên bảng điểm số đó là cả 5 người luôn rồi. Thì vậy là trận đấu này thì chắc chắn là không bắt chuỗi nữa rồi anh em ạ. À.
Thì nói chung một trận đấu thì cố gắng đánh thôi anh em ơi. Nói chung thì cho dù thọt hay là cho dù win hay là cho dù thua đi chăng nữa, thì trận đi chăng nữa thì cứ đó là tích cực đánh thôi anh em ạ. Và cuối cùng thì anh em sẽ thành công thôi. Và càng lên cao thì pick tướng thì nó sẽ đó là dễ đánh hơn, bởi vì không có là trốn game như đó là các rank khác. Nên anh em cố gắng đó là chơi tốt và lên rank cao thì anh em sẽ lên được trình thôi. Và bây giờ hiện tại thì có lẽ là mình chắc chắn thì sẽ MVP rồi, bởi vì lượng mạng hạ gục và gây sát thương thì có lẽ cũng lớn, chuỗi 26. Ok, thì trận đấu thì kết thúc ở đây rồi. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip này của mình. Bye bye, chúc anh em luôn vui vẻ và leo rank thật là thành công.